Công an lên tiếng về tung tích bí ẩn của Diễm My, hé lộ lời khai Lê Tùng Vân. Tại cơ quan chức năng, Lê Tùng Vân và các môn đồ có cùng câu trả lời khi nhắc đến tung tích bí ẩn của nữ sinh Diễm My. Liên quan đến vụ Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố về tội loạn luân, lừa đảo lợi dụng quyền tự do dân chủ, hiện Công an huyện Đức Hòa đã chuyển hồ sơ vụ án hình sự lên Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra. Trước khi bị vạch trần, cơ sở Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu còn vướng cáo buộc bắt cóc nữ sinh tên Diễm My. Cụ thể, vào năm 2019, nữ sinh đột ngột dừng công việc học tập để đến tu tập ở Tịnh Thất. Nhận thấy sự bất ổn từ cơ sở tôn giáo Trá Hình, người thân đã nhờ Công an phường Bình Hưng Hòa A lập hồ sơ về việc mất tích của con gái. Sau khi được giải cứu, cô gái này tiếp tục bỏ trốn và mất tích cho đến nay. Từng chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, bố mẹ Diễm My nghi ngờ con gái mình đang bị bắt giữ tại đây, nên nhiều lần chủ động thương lượng với ông Lê Tùng Vân, nhưng bất thành. Họ vẫn thường thay nhau đi tìm, nhờ cả cơ quan chức năng vào cuộc nhưng chưa có kết quả. Cùng lúc này, mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn rằng Diễm My đã sinh con, càng khiến dư luận thêm hoang mang. Trong bài phỏng vấn mới nhất cùng báo Dân trí, đại diện Công an tỉnh Long An đã chính thức lên tiếng về thông tin giải cứu Diễm My. Theo đó, tung tích của nữ sinh trên vẫn còn là ẩn số. Tại cơ quan điều tra, thầy ông nội Lê Tùng Vân cùng các đệ tử liên tục khẳng định không biết Diễm My đang ở đâu. Bên cạnh đó, căn hầm trú ẩn, hầm bí mật tại Thiền A bên bờ vũ trụ đều là những suy luận vô căn cứ. Hiện vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương lân cận để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Quá trình tìm kiếm cũng đã thông tin với gia đình Diễm My. Những thông tin trên mạng về việc tìm thấy Diễm My là sai sự thật, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An chia sẻ. Cách đây hơn một năm, Diễm My gây sốc khi xuất hiện với bộ dạng xòe xòa, gương mặt thất thần tại một vùng biển. Trong đoạn clip gần 1 tiếng, Diễm My cho biết suốt 8 tháng qua mình bị gia đình giam giữ tại nhà riêng. Đồng thời, cô vô cùng bức xúc khi Đài Long An, nơi thực hiện phóng sự vạch trần Tịnh Thất Bồng Lai, là lừa đảo đưa tin không đúng sự thật. Việc cô lên tiếng nhằm mục đích bảo vệ Tịnh Thất Bồng Lai cũng như nói lên sự thật về con người thật của bố đẻ mình. Nữ sinh có thái độ gay gắt, dùng nhiều lời lẽ tục tiểu để mắng mỏ đấng sinh thành. Tối ngày 6 tháng 1, trên sóng livestream của bà Phương Hằng, cha của Diễm My bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại và nét mặt của ông rất căng thẳng. Ông bỏ ra ngoài giây lát và quay lại báo tin rằng cảnh sát cơ động tìm thấy 2 cô gái trốn trong mật thất tại Thiền Am và một trong đó chính là con gái của ông. Tuy nhiên, niềm vui chưa được 30 phút, ông Võ Văn Thắng di chuyển đến Tịnh Thất Bồng Lai đã gọi điện cho người cảnh sát cơ động điện cho ông lúc nãy thì người này tắt máy. Sau đó ông Thắng mới ngỡ ngàng, cuộc gọi đến của một người lạ mặt. Do đó về vụ việc tìm thấy Diễm My là chưa có cơ sở. Cũng trên sóng livestream, bà Mai, mẹ ruột của Diễm My đã có những chia sẻ về tin đồn con gái mình sinh con ở Tịnh Thất Bồng Lai. Nếu phát hiện ra đứa bé nào ở Tịnh Thất Bồng Lai của Diễm My thì tôi vẫn chấp nhận, đón nhận đứa cháu đó và nuôi cháu bé đó. Tôi chấp nhận sự thật vì nó là cháu mình, bà Mai nói. Khi giả thiết đặt ra rằng nếu đó là cháu mình nhưng là sản phẩm của ông Tùng Vân, bà Mai trầm ngâm cho biết cái đó rất đau lòng, không biết tính sao. Trong chia sẻ của mình, bà Mai cho biết tôi rất sợ và không mong điều đó xảy ra. Diễm My sinh năm 1997 là con gái của bà Mai. Theo chia sẻ của người mẹ này, thì gia đình đã mất liên lạc với con gái kể từ khi cô đến Tịnh Thất tu tập, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trước đó, gia đình có treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm thấy con gái.